Sáng 17 tháng 8, sau cơn mưa lớn, lũ quét ở về bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, tràn qua một trường tiểu học và cuốn trôi ít nhất 4 nhà dân. Rất may trận lũ quét không có thiệt hại về người. Bây giờ là nước hiện tại còn đang lên rất là dữ. Lúc nãy bây giờ ngập cao hơn. Lúc nãy đứng ở chỗ chuồng lợn, bây giờ còn phải di chuyển ra chỗ khác này, sợ nước cuốn đến này. Anh em có thể nhìn thấy này, đây đứng góc quay nó không thuận lợi mấy. Nhưng mà mọi người có thể nhìn qua là nước. Nhà anh Định thì xóa sổ rồi anh Định nhá. Còn nhà ông Bác bán cho nhìn cú thì cũng xóa sổ rồi. Còn cái hiện tại nước còn đang lên rất là lớn. Này mà cứ thế này diễn ra thì sợ nhà công vụ cũng bị cuốn đi. Bây giờ là dòng chảy là vào lưng nhà công vụ rồi. Vì đống cây này rất là to lớn nha. Và thầy Luyến nha, thầy Toan thì yên tâm nhá. Tạm thời yên tâm vì nước lũ nó đã đổi dòng chảy sang bên kia. Rồi còn mấy cái xe nhờ anh tươi chứ, tươi các xe máy các kiểu các bị tươi hết. Hiện tại lũ càng về càng ngày càng to. Này thiên nhiên thật là dữ dội anh em ạ. Nhà công vụ thì là càng ngày càng ngập sâu hơn và lũ càng ngày càng to, chảy nước đục còn bay khói. Thôi thì tôi chào anh em nhá, để cho anh em biết tình hình như vậy để về còn xem tình hình ở nhà cửa dưới nhà nó đi đường bây giờ sạt rất nhiều chỗ. Giờ anh em nhìn này, nước cuốn rất là lớn. Đây kéo gần cho anh em xem nhá, kéo gần này. Đây là chỗ nhà chú đấy, mua của ông Bác đấy. Còn nhà anh Định thì xóa sổ rồi. Khu công vụ thì càng ngày càng ngập sâu rồi. Toàn đống cây cột cuối cuối lên này. Nước quá dữ dội. Nhà Tống Thuận à? Nhà Tống Thuận thì cũng nước lên ngực là đến lưng nhà nhá. Đấy, đây là nhà Tống Thuận với nhà chị Hà kìa. Nghĩa là về hè có gửi máy móc biết gì thì đâu. Rồi này.